Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020, kết quả phòng chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia. Hưng Yên đã chung tay cùng cả nước chống dịch hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bối cảnh những tháng đầu năm 2020 có nhiều khó khăn nhưng Hưng Yên đã tích cực chủ động đạt được một số thành tựu cao hơn so với bình quân chung cả nước và các tỉnh lân cận. Sản xuất công nghiệp tăng 6,76%, các mục tiêu khác về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo. Trước diễn biến của dịch bệnh vẫn còn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, người dân không chủ quan lơ là. Thủ tướng có chỉ thị rồi, Ủy ban tỉnh có chỉ thị mới rồi, giãn cách, giảm tất cả các thứ để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng mà phải thực hiện được đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Một là phòng chống dịch bệnh hiệu quả, không để lây lan phát sinh bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh. Đó là nguyên tắc và bắt buộc chúng ta phải làm quyết liệt như từ ban đầu đến giờ. Mọi trường hợp có dấu hiệu ho, ốm, nhiệt độ cao, viêm họng đều được phải báo cho cơ sở y tế và xét nghiệm. Vừa chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội để đạt được mục tiêu kép. Muốn làm được điều này, trước hết, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ, thúc đẩy thu hút dự án và đầu tư. Chúng tôi đề nghị các đồng chí là quan tâm cho cái giải ngân. Năm nay bất kể vốn nào, từ vốn của huyện, vốn của xã, vốn của tỉnh, thì Thủ tướng mọi năm thì đến 30 tháng 12 không giải ngân thì chuyển. Nhưng năm nay Thủ tướng chỉ đạo có chỉ thị đấy, là hết tháng 9 mà các huyện nào, các sở nào, các công chủ đầu tư nào mà không giải ngân hết vốn của 2020 là tỉnh và chính phủ sẽ điều sang công trình khác. Và xin báo cáo chí vừa rồi lên báo cáo Thủ tướng thì có mấy cái điểm quan trọng của Hưng Yên được Thủ tướng đồng tình. Một là cái khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, là Thủ tướng đã đồng ý tháng 4 là trình Thủ tướng ký đưa vào quy hoạch để chúng ta tiếp nhận dự án của Hàn Quốc, của Nhật Bản vào. Công nghiệp sạch. Và xin báo cáo ông chí là ông đó Thủ tướng đánh giá rất cao chúng ta công tác thu hút đầu tư. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây rau màu và chăm sóc tốt đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới các huyện còn lại, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, xúc tiến tiêu thụ hoa quả, nông sản của tỉnh, khai thác tốt các nguồn thu, ngân sách, các thủ tục để đẩy nhanh xây dựng giai đoạn 2, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại, cũng như các chính sách khác đối với người có công, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thời gian qua đã đồng lòng quyết tâm góp công góp của cùng địa phương và cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Bên cạnh kết quả chống dịch, các mục tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục đạt kết quả. Tuy vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp và các quy định về công tác cán bộ cho đại hội đảng bộ ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các đảng bộ cơ sở phải quán triệt rà soát kỹ toàn bộ các khâu để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch chỉ đạo mới nhất của Trung ương đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thời gian. Đối với những địa phương có nguy cơ thấp và có nguy cơ được tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch,
Đối với những địa phương có nguy cơ cao, có thể tiến hành đại hội đảng bộ ở những địa phương cơ quan đơn vị có khả năng an toàn cao, không có người bị nhiễm bệnh được phát hiện từ ngày 1 tháng 4 2020 đến nay. Để như vậy là đối với tỉnh Hưng Yên chúng ta là được phép tổ chức đại hội. Đấy, thứ nhất là cái điều đấy là rất quan trọng. Thế thì các đồng chí về thì các đồng chí sẽ triển khai. Tôi được biết là nhiều huyện các đồng chí đã triển khai rất cụ thể với cấp cơ sở và từ cấp ủy của mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế phải chuẩn bị chu đáo cho công tác phòng chống dịch tại các đại hội đảng bộ cơ sở sẽ diễn ra trong những ngày tới. Trong đó có đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của huyện Kim Động diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Từng địa phương, đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo từ trung ương đến cơ sở, không vì tổ chức đại hội mà xem nhẹ chỉ đạo phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đảng, xử lý các vi phạm theo kế hoạch 93A, bến bãi không phép. Các nhiệm vụ này phải luôn được song hành, bởi công tác tổ chức đại hội tốt, công tác xây dựng đảng tốt sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển tốt. Đề nghị các đồng chí ở cấp huyện, rồi các đồng chí cũng chỉ đạo cấp xã, rà soát lại. Tiết kiệm chi cũng chính là góp cho cái phần thu ngân sách. Và đặc biệt là phải cai quản, không để sai phạm mới phát sinh về 93, không phải là quản lý đâu, mà phải cai quản. Báo cáo các đồng chí về hành lang giao thông, về thủy lợi, về bến bãi, về khai thác cát trái phép, xây dựng nhà trên đất 03.